Chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đã quay trở lại bản tin rất là khuya của ngày hôm nay. Hôm nay mình mà công chuyện mình lên trễ với các bạn. Hôm nay chúng ta tổng hợp lại những cái tin tức là lúc bà Hằng còn đương thời so với những cái dữ liệu mà chúng ta thu nhập trong vòng 11 ngày qua. Đặc biệt là cái sự việc mà chị Đinh Lăng nhà ta đã nhận được một cái giấy mời của phòng BC02. Tuy nhiên chị này phải giữ bí mật về cái sự việc làm việc này. Tuy nhiên chị này không giữ được sự bí mật vì chị quá run sợ. Chị sợ một cái gì đó tôi thấy hình như là chị này chỉ run sợ thế nào đó và chị này bắt đầu đối chất. Chị này bắt đầu đối chất và thanh minh thanh nga với khán giả. Cái sự việc chị thanh minh thanh nga với khán giả, chúng tôi có thể là vui vẻ bỏ qua cho chị với những cái lỗi lầm. Tuy nhiên cái việc đó không thể diễn ra trên cái cương vị mà chúng ta đứng ở trên cái pháp luật. Ở pháp luật cứ là công bằng, người làm đúng thì được khen được thưởng, người làm sai phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Bằng chứng cho chúng ta thấy rằng dù cho là người bị hại hay là cái người bị cáo đi chăng nữa, mà chúng ta lơ đãng pháp luật một tí xíu, chúng ta đứng trên pháp luật một chút xíu là chúng ta phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Ok, hôm nay chúng ta trở lại với những cái tin tức trước đó của bà Hằng nói về ông Thái Văn Đường, và ngày hôm qua thông tin báo chính thống cũng bảo rằng là ông Thái Văn Đường là bị bắt, là do ông này vượt biên trái phép vào lãnh thổ Việt Nam. Còn những vấn đề sâu xa hơn chăng nữa, đó là bí mật chúng ta không thể nào bật mí được, đó là bí mật của quá trình điều tra, bí mật của nói chung là chúng ta cũng đừng nên biết đến để làm gì. Nói thẳng là như vậy. Ok. Còn riêng về vấn đề của chị Đinh Lăng nhà ta, tôi nói chị không cần phải thanh minh với chúng tôi. Chúng tôi tha thứ cho chị luôn đó. Cô không không là cái vấn đề gì cả. Cũng giống như chúng tôi đã tha thứ cho bà Hằng, ví dụ là như vậy. Còn cái vấn đề mà chị thanh minh thanh nga trên mạng không ai giúp được chị đâu. Và cái sự việc mà chị có triệt phá bao nhiêu cái đường dây tội phạm, chị có giúp bao nhiêu người dân nữa, chưa chắc cái người chị giúp nhiều hơn cái người bà Hằng giúp. Số tiền chị giúp người người ta chưa chắc nhiều hơn số tiền bà Hằng bỏ ra, mà bà Hằng bây giờ vẫn chưa có một cái dấu trả lời rằng ngày 25 tháng 4 năm 2023 bà Hằng sẽ được cho tại ngoại hay là khởi tố ra tòa hay là trả hồ sơ điều tra lại. Mà trong tại sao trong một năm trước tôi không lên tiếng bảo vệ bà Hằng, bây giờ tôi lấy lý do nào bảo vệ bà Hằng? Thứ nhất, tôi lấy ơn để báo ơn, chứ không phải lấy ơn thì báo oán, và không lấy oán để báo ơn, đó là mục tiêu của tôi. Thứ hai nữa, tôi làm về vấn đề này không vì tiền bạc. Hiện tại có một số YouTuber bảo vệ bà Hằng bây giờ họ đó quá trời lục đục, họ quá trời lục đục về tiền bạc các bạn. Tôi nói gì đụng chạm mày, cái nhầm khi các bạn giận hờn các bạn vào các bạn phá kênh tôi nữa, thì thực tế á các bạn xem thử xem, tất cả các kênh YouTube bảo vệ bà Hằng hay là chống bà Hằng đều có liên quan đến chữ tiền. Kênh tôi không bao giờ nhắc đến cái chữ này các bạn nhé. Do đó các bạn đừng bao giờ so sánh tôi và họ. Ok. Đó, vấn đề đó tôi nói các bạn nghe là đừng so sánh tôi và họ. Và cái vấn đề thứ ba trong cái câu chuyện này, đó là chúng ta logic lại cái buổi làm việc giữa người thân của cái chị Đinh Lăng này và những cái thanh thanh nga của chị Đinh Lăng này trên mạng xã hội. So với những cái dữ liệu mà chúng ta biết, và so tới ngày 24 tháng 2 năm 2023, luật sư nhà báo Hằng Ni đã bị bắt tạm giam 3 tháng. Như vậy là tới ngày 24 tháng 4 năm 2023 được 2 tháng. 2 tháng và còn 1 tháng nữa. Trong một tháng này tôi bảo đảm với các bạn là sóng gió sẽ dữ dội xảy ra và một số YouTuber sẽ bị bay màu. Hiện tại bây giờ những cái người có tên tuổi chống phá bà Hằng giống như em Giang và em Trang rất là mạnh các bạn. Mỗi lần livestream một lần là 5-7 ngàn người khán giả xem, mà bây giờ phải quay ngược trở lại bảo vệ bà Hằng luôn. Họ quá sợ. Và mới đây nhất là cái sự việc đóng trang Facebook của ca sĩ VO. Ca sĩ này sau khi bên Doctor Rùi bị khởi tố bắt tạm giam thì cái cô này lập tức đóng Facebook lại luôn. Như vậy là có phải là chúng ta đã biết được
giữa chị này và bên doctor rồi có một mối quan hệ như thế nào mà không thể nào nói ra không? Các bạn tin không tin tùy các bạn, tôi cũng không tin luôn. Đó, không tin luôn. À, còn cái sự việc à, tôi nói các bạn nghe, còn cái sự việc mà tại sao những YouTuber này run sợ, đó là sự việc cái người bị hại là luật sư nhà báo Hằng Ni, là một cái người phải nói là thạc sĩ luật, là một cái nhà báo nữa, là cái người rất là giỏi trong cái xã hội này, mà chị này cũng phải chịu chịu chế tài của pháp luật. Thì tôi nói các bạn còn nói cái gì đi nhân nữa. À, còn những cái người bảo vệ thì ngang, ôi bảo vệ bà Hằng, giống như ông Thông, ông Pheo nào, ông Lạc Phong thế nào đó. Cái vấn đề của các anh bạn này tôi sẽ nói vào những cái chương trình tiếp theo. Khán giả hung hăng quá các bạn. Hễ mà đụng tới ông Lạc Phong này thì khán giả nhảy đông đổng lên, trong khi tôi và ông này đều có một cái chí hướng chung, đó là bảo vệ bà Hằng. Tôi không có phải bảo vệ mà đi lại tới nhà người ta hăm dọa, không phải lên trên mạng mà để mà chửi mắng người ta mới là bảo vệ. Và cái vấn đề bảo vệ của tôi là vấn đề xuất phát từ tâm từ. Tâm từ là cái gì? Tâm từ là bảo vệ từ trong tâm bảo vệ ra. Từ là từ lượng, tâm từ lượng trong đạo Phật. Tức là cái người nào sai đó, trong cái người nào mà có những cái sự sai trên cái mạng xã hội này hay là trên cái cuộc sống này, chúng ta hãy phân tích cho hiểu rõ họ sai cái chỗ nào, họ đúng cái chỗ nào, tại sao chúng ta phải bảo vệ họ, tại sao chúng ta cần phải lên án họ để mà họ biết cái sai đó. Tôi không bao giờ từ chối trách nhiệm rằng trong quá khứ tôi đã từng bảo vệ Thiền Am. Tôi không bao giờ mà tôi bảo rằng là tại vì thế này thế kia, tại vì sao? Tôi thấy họ vẫn còn một cái lý do để mà họ sửa sai thành cái đúng. Tuy nhiên nhóm YouTuber đã thao túng họ. Các bạn thấy bây giờ đó, sắp sửa diễn ra cái sự việc mà lừa đảo đoạt tài sản các bạn, mà họ bây giờ họ giành với nhau 6.000 đô, 5.000 đô tùm lum. Các bạn thấy là vừa fan của Thiền Am và vừa fan của bà Hằng lên trên mạng nói chỉ là tiền và tiền thôi. Các bạn không thấy là cái điều đó là cái sự bất thường trong cái cách bảo vệ của những YouTuber này sao? Mà tại sao các bạn coi nó như là thần tượng? Rồi các bạn vào các bạn sỉ nhục tôi, trong khi tôi là người trung lập, đúng không? Bà Hằng cho oxy ở Rạch Giá Kiên Giang, chúng tôi mang ơn bà Hằng ông hết. Không lẽ tôi đi hại bà Hằng? Tuy nhiên trong vấn đề bà Hằng phát ngôn trên mạng xã hội đó, vấn đề sai trái, và cái sự sai trái đó đã bị trả giá bằng hơn 1 năm tù giam. Cũng giống như ở tù đó, nhưng mà bị giam thôi, chứ chưa có mở ra cái phiên tòa đó. Thì bao nhiêu đó cũng đã đủ cho người ta giống như mà đã coi như là trả giá cho hành động của người ta lên trên mạng xã hội với gừng sĩ. Bây giờ còn trách móc người ta làm cái gì nữa, giờ này còn chỉ trích người ta làm cái gì nữa, muốn muốn tạo nghiệp hay thế nào? Ok, ủa sao Yến Nguyễn tới hai người đàn ta? Yến Nguyễn hồi sáng là Yến Nguyễn nào ta? Yến Nguyễn có hình cái mặt người phụ nữ nữa là Yến Nguyễn nào ta? Trời, thế hèn chi dạo này tôi bị những cái người không quen không lạ vào kênh quá trời. À, hôm nay có anh Lê Văn Tâm có vào không các bạn? À, anh Trần Văn Tâm hay là Lê Văn Tâm gì đó có vào không các bạn? Và một số các YouTuber hồi sáng vào phá kênh đó, tôi qua kênh của họ, họ chê tôi cái lượng view thấp lắm, họ chê tôi lượng view thấp lắm, nó hấu gì em trình độ. Tôi qua kênh họ, trời đất ơi, có 20 chê 127 lượt xem mà. Trời ơi, 127 lượt, 127 người đăng ký à, mà vô chê tôi, còn bảo rằng tôi là cái lượng view lèo tèo. À, tôi là lượng view lèo tèo, không phải tôi đi cãi lộn với những người YouTuber đó. Lấy cái kênh nào mạnh nhất ra đây đấu với tôi nè. Tôi nói các bạn, cái lượng sub nó cao nó thấp không có quan trọng, mà cái quan trọng ở đây á, là có ai đồng tình với cái sự việc mà mình nói trên mạng xã hội không. Vào phá kênh ghê quá. Đó, hồi sáng là có cái kênh Góc Nhìn Cuộc Sống, trời ơi lèo tèo 127 người đăng ký, vô chửi tôi thôi luôn, vô làm như thấy ghê lắm các bạn, vô làm thấy ghê lắm, vô làm mày không đủ tư cách bảo vệ bà Hằng, mày là cái móng chân nào của ông Lạc, ông Phong nào đó. Trời ơi, tôi nghe mắc cỡ quá. Bây giờ bản thân họ họ lo họ còn chưa xong, tại sao họ bảo vệ bà Hằng mà đụng một cái là dính với tiền, toàn bộ các YouTuber dính tư tiền hết, tại sao vậy? Thì mục tiêu của các bạn này á, là bảo vệ bà Hằng hay là bảo vệ túi tiền? Tôi không hiểu nổi các bạn, tôi nhiều khi tôi nhiều suy nghĩ nhiều quá, tôi không hiểu nổi luôn các bạn. Thì tôi ngồi tôi buồn, là tôi vào cái kênh của ông Góc Nhìn Cuộc Sống hồi sáng nè, trời Phật ơi là trời, ổng cũng làm YouTube
mình cũng làm YouTube, ổng cũng thương bà Hằng, mình cũng mến bà Hằng. Ổng vô, ổng phá kênh, ổng nói này nói nọ, ổng dạy đời này đi cỏ câu vô coi kỹ, ổng coi 127 người đăng ký. Còn thua cái kênh, cái kênh mà đồ bỏ của tôi là cái kênh Thánh Tám Vlog của tôi đó. Cái kênh Thánh Tám Vlog tôi, ta hứa các bạn một tuần sau tôi tách ra để tôi ca nhạc chơi với các bạn. Trời ơi, không bằng một cái kênh lẻ của tôi mà vô dạy đời dữ lắm các bạn, mà không biết là tại sao họ thích dạy đời người khác quá các bạn. Thiệt, tôi thấy mắc cỡ, nhiều khi họ nói với tôi mắc cỡ. Và là cái kênh miền Trung quê hương tôi nè, không biết sao họ thần tượng ông Lạc Phong quá trời mà tôi không hiểu nổi. Thì tôi nói bao nhiêu đó là tôi bỏ qua, tôi nói bao nhiêu đó tôi không để trong, tôi không để trong lòng mình để làm gì các bạn, để trong lòng mình mà mình thêm cái sự phiền muộn thêm mà thôi chứ làm gì. Đó thì tôi nói các bạn, chỉ còn có 9 ngày nữa thôi, còn 9 ngày nữa thôi bà Hằng sẽ có 3 vấn đề chính. Thứ nhất là bà Hằng sẽ bị khởi tố ra tòa. Thứ hai, bà Hằng sẽ trả hồ sơ điều tra lại. Cái vấn đề thứ ba là tạm đình chỉ vụ án. Cái vấn đề tạm đình chỉ vụ án không thể, thì bà Hằng đã bị tạm giam hơn năm rồi. Đúng ra tạm đình chỉ vụ án là lúc mới bắt đầu kìa, bây giờ còn tạm đình chỉ gì nữa. Đó, bây giờ thì còn hai vấn đề xảy ra, đó là trả hồ sơ điều tra lại. Nhưng mà cái xác suất trả hồ sơ điều tra lại rất là thấp. Tại vì trong cái câu chuyện mà cái người bị hại mà lâu nhất đó là chị Việt Hà và chị Đinh Lăng nhà ta. Hai cái chị này đã được mời lên để mà yêu cầu bồi thường cái gì đó, nhưng mà hai chị này bảo rằng tôi không cần bồi thường gì cả, tôi chỉ cần bà Hằng xin lỗi tôi là được. À, tại vì những cái người này có thể xem là đã có lỗi với bà Hằng. Và trong cái tin tức cộng đồng mới nhất thì chị Đinh Lăng nhà ta bảo rằng là có một video clip xúc phạm bà Hằng và công ty Đại Nam. À, một công ty Đại Nam mà các bạn có thể là đi qua kênh để tôi mở này cho các bạn nghe. Nó thì thành ra là chính chị này cũng đã thừa nhận rằng mình cũng có lỗi trong câu chuyện này. Và bây giờ chị Đinh Lăng nhà ta chỉ đã quá sợ, công an mời chị lên để hỏi một số vấn đề mà chị này bảo rằng chị không lên. Và chị đưa người nhà chị lên. Sau khi đưa người nhà chị lên thì chị đăng lên tới cộng đồng, chị bảo rằng là chị đã giữ bí mật cho BC02 chứ không nói gì cả. Sau đó chị lại sợ quá, chị lại phân minh phân Nga và chị đã cho những cái lời nói đầu tiên, cũng giống như là chúng ta lật ngược trở lại là luật sư nhà báo Hằng Ni đã có những cái động thái đầu tiên. Đó là cái sự việc mà nói ra có một cái nhóm chống lại bà Hằng, hay là một cái nhóm chống xấu bà Hằng, hay là có một cái nhóm chống lại quỹ Hằng Hữu và chống lại công ty Đại Nam. Cái nhóm này mục đích nó là cái gì? Rồi bây giờ ông Thái Văn Đường, tạm gọi ổng là Thái Văn Đường đi, tại vì mình khi gì là quen rồi và mình nói như vậy là cũng không có dính chạm gì cái ông mà Đường Văn Thái gì đó, đó các bạn, là cái ông mới bị vượt biên trái phép vào Việt Nam đó. Thì những cái nhóm này mà có cái ông đó nằm ở trong đó thì tôi nói các bạn hốt ca ổ, hốt từ A đến Á, hốt từ A đến Z đó. Thì thành ra là chị Đinh Lăng nhà ta hứa với BC02 là không có tiết lộ cái vữa làm việc với mẹ của cái chị này với BC02, mà cuối cùng chị này cũng nói luôn sợ quá. Thì bây giờ cái sự việc chị này chỉ nói như thế nào riêng vụ Đặng Thị Hằng Ni mà BC02 nói Đinh Lan có trong hội nhóm của Hằng Ni là không đúng nha. Chị không cần phải thân Nga ở đây mà chị điện trực tiếp lại BC02 chị hỏi chị Đinh Lan à, chứ còn ở trên mạng này không có ai rảnh mà đi đọc ta tốt từng người đâu. 35 YouTuber mà người ta chỉ có một cái phòng ở BC05 thôi, A05 thôi, làm sao người ta mà làm hết được những cái vấn đề này thì các anh chị. Đó thì tôi nói các anh chị này chỉ đang giọng như mà chị đưa cái này lên trên mạng để cần cái sự đồng tình của khán giả, mà vô tình cái sự đồng tình này nó lại tiết lộ bí mật là những cái lời khai đầu tiên của luật sư nhà báo Hằng Ni mà chúng ta chưa bao giờ biết. Anh Bình Lê thấy cái sự việc này anh có tin được không ạ? Thì tôi chỉ chia sẻ với các bạn rằng trên tab cộng đồng chị Đinh Lăng nhà ta đã khai như vậy đó. Tin hay không là tùy các bạn. Còn tôi thì chỉ tin tưởng vào pháp luật thôi. Tin pháp luật và tin tưởng vào những cái cơ quan chức năng mà người ta công bố trên mạng xã hội. Giống như vấn đề mà người ta nó bảo rằng là ông Đường Văn Thái, ông Thái Văn Đường gì bị bắt gì đó. Tôi nói các bạn nha, tôi không tin. Chừng nào báo lên trên... báo chính thống lên trên lên tiếng thì tôi mới tin.
thì ngày hôm qua tôi mới tin, chứ còn trước đó tôi không tin. À, còn vấn đề mà các bạn bảo rằng là được di lý về hay là bị mật vụ về, tôi không tin. Thì tôi đang ngồi ở nhà, các bạn cũng ngồi ở nhà, các bạn có thấy được những hình ảnh đầu tiên của những cái cán bộ mật mà di lý anh nói về không? Khi mà mật vụ, các cán bộ mật vụ di lý ông thấy bằng đường gì không? Các bạn có dòm thấy không? Các bạn không dòm thấy mà các nội nói tầm bậy, mà cái vụ tầm bậy của các bạn ảnh hưởng đến quá trình điều tra của một ban chuyên án, thì các bạn phải hốt hết nguyên mâm. Đó là lý do tại sao PC02 nhắc cái chị Đinh Lăng rất là nhiều, yêu cầu đừng có nói gì cả, chị này chỉ sợ quá chị lên mạng chị nói luôn. À, hay là chị lên mạng chỉ lừa gạt cộng đồng mạng thế nào đó, còn thì tôi nói các bạn thấy tin không tin thì tùy các bạn, nhưng mà tôi có niềm tin, à, là tôi nghĩ rằng chị này nói thật. Chúng ta nghe lại cái lời, một cái lời ở hỡi xa xưa của bà Hằng, khi mà bà Hằng bảo rằng có một cái người trong một cái báo nào đó, à, tôi nghe không có rõ các bạn, trong một cái bà trong một cái nhóm báo nào đó, đó đã cùng với Thái Văn Đường để mà hãm hại bà Hằng, à, chơi tất tay bà Hằng. Ok, à mà báo pháp luật, à, kết nối với kể cả cô gái Đồ Long hân hoan hạnh phúc khi mà cái kênh VOV bị sập mới sợ chứ quý vị. Tại vì tôi nói quý vị nè, tôi không muốn liên quan tới vấn đề chính trị cho nên tôi không bàn tới cái vụ bà Hằng bảo rằng với báo luật pháp và pháp luật gì đó, chúng ta phải cần phải kiểm chứng. Nhưng mà các bạn thấy là rõ ràng là cái vấn đề đó, tôi nghĩ rằng bà Hằng chỉ nói tránh thôi, nói về cái người mà luật sư nhà báo á, cái đó mới hay đó. Tôi nghĩ rằng bà Hằng đang nhắm vào đó đó. Còn có những vấn đề khác mà chúng nói tầm bậy chúng tầm bạ thì thôi các bạn bỏ qua cho tôi nha. À, tại vì cái vấn đề này là cái gì đang điều tra hết sức là thận trọng của cơ quan chức năng, và người phát ngôn của cái bên Bộ Công an cũng bảo rằng là cái sự điều tra về vụ án bà Hằng hết sức là tỉ mỉ và thận trọng, từng bước mới phù hợp với pháp luật. Và tôi nói các bạn, cái tính chất mà điều tra về cái sự việc này á, nó rất là phức tạp, do đó các bạn tin không tin tùy các bạn. Tuy nhiên là trên mạng xã hội chúng ta phải lựa lời mà nói, đừng để bị 331 các bạn nhé. Đó đó là cách bảo vệ khôn ngoan. Còn các bạn lên trên mạng các bạn mắng chửi người ta, các bạn xúc phạm người ta, thì các bạn thấy chị Hằng Ni của chúng ta đó đang ngủ trên chiến thắng, cuối cùng rớt một cái bẹp, đang ngủ ngon lành ta lợi chưa kịp chảy đầu nữa, à, đưa cái còng số 8 vô bắt cái kịch đi luôn, thấy không? Trước đó thì các bạn mắng chửi bà Hằng, ơi trời ơi bà Hằng mặt mày bơ phờ ở trên so bà Hằng với cái chị Hằng Ni, tôi thấy bà Hằng còn đẹp hơn à. Lâu lâu cho định tí các bạn. Ok, tôi biết rằng ở trong 274 ở đây người đây những người khán giả yêu mến bà Hằng rất là nhiều, nhưng mà họ họ không có không ủng hộ tôi. Vấn đề họ ủng hộ tôi, tôi cũng rất cảm ơn họ đã đến với kênh này. Rồi chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ, ấm áp, tràn đầy hạnh phúc. Kênh này là kênh có văn hóa, không phải tôi nói các kênh khác không có văn hóa, nhưng mà đây là văn hóa thực sự. Tôi chưa bao giờ chửi ai trên mạng xã hội, tôi chưa dùng một cái từ tục tĩu để nói người ta. Chúng ta muốn cho người ta thay đổi, chúng ta muốn cho cuộc sống tốt hơn, thì chúng ta phải chỉ được cái sai của người ta, chứ không phải là chúng ta đi đợi nhà người ta ngồi, chúng ta giống như chị Đinh Lăng, nhiều khi chị cũng bị một cái tinh thần kích động mạnh, có nhiều khi chị có phát ngôn như vậy. Tôi đồng ý với vấn đề đó, tự nhiên cái lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau, đúng không? Chúng ta phản biện trên mạng xã hội, chị bên nhóm bà Hằng, tôi bên nhóm khác, hai bên nói chuyện với nhau, người nào nói chuyện dữ liệu mà phân tích hay thì người ta khán giả ủng hộ, không cần phải lợi tới nhà người ta để mà hăm dọa rồi nói này nói nọ, rồi không cần phải hăm đánh thế này kia. Các bạn thấy là những hành động đó có phải là làm xấu mặt bà Hằng không? Mà tôi nói bà Hằng một phần cũng là do những cái YouTuber này. Các bạn thấy sau cái cuộc drama này thì các bạn thấy là bên bà Hằng cũng sức đầu mẻ trán, mà bên kia cũng không có yên gì. Bây giờ thì bọn thấy bằng đường vào lọ nữa, thì sắp tới trong vòng 9 ngày nữa thì nó sẽ có những vấn đề rất là hay ho các bạn, rất là hay ho. Còn bây giờ những người bảo vệ bà Hằng, một số là bị khởi tố, một số á, tự nhiên vô duyên vô vẻ tự nhiên đi đánh lộn cái bị khởi tố bắt luôn, rồi một số á, thì đi qua Thái Lan không biết để làm gì, rồi sau đi về, rồi bây giờ lên trên mạng không chịu mà làm những cái động thái bảo vệ bà Hằng, mà lên trên mạng bây giờ phải phân Nga về những số tiền
số tiền 10.000 đô, 5.000 đô, 2.000 đô. Các bạn thấy là rõ ràng là trong quá trình bảo vệ bà Hằng họ đâu có liên quan gì, đúng không? Họ chỉ biên họ chỉ suy nghĩ làm sao mà họ kiếm được nhiều tiền thôi. Chứ còn nếu mà như họ họ giúp cho bà Hằng là họ chẳng những họ không có lớn tiếng với người bị hại mà họ còn còn có năn nỉ người bị hại để người bị hại rút đơn kiện lại một cái là bà Hằng khỏe. 10 người kiện bà Hằng bây giờ họ làm sao còn có 3 người kiện là giỏi. Đúng không các bạn? Trời ơi. Nhưng còn họ không chịu làm, họ đi hăm dọa người ta để làm gì? Trời ơi, họ hăm dọa người ta quạo lên giống như bà Linh Lăng trong một hình trong một cái tinh thần hoảng loạn mạnh. Bà làm quá trời làm, cuối cùng bây giờ bà không thấy ừ thôi bà Hằng bị giảm giam 1 năm rồi. Thôi thì tôi không cần bà Hằng bồi thường gì cả. Đó là sao? Đó là tâm người ta đã tịnh lại rồi đó. Tại sao những cái chỗ mà được bà Hằng cứu các bạn không có lợi đó để vận động người ta viết cái đơn để giảm nhẹ cho bà Hằng? Giống như Tốn Trần đó, Tốn Trần nó bị 6 năm 6 tháng tù giam, rồi cuối cùng những cái nơi hội người mù hay là những cái nơi nào đó viết cái giấy xin mà giảm nhẹ tội cho Tốn Trần, Tốn Trần từ 6 tháng tù giam trở thành 6 tháng tù treo, thử thách 12 tháng là càng thêm 18 tháng thử thách. Tại sao các bạn không làm như vậy? Các bạn đi hù dọa người ta làm gì? Các bạn hù dọa như vậy nói như trời ơi bà Hằng và cái fan hâm mộ của bà như không mà. Trời toàn bộ hù dọa hại người không đó, có nhiều người vào đây nói trời ơi lấy thịt đè người, lấy tiền để mua cái này cái kia cái nọ đó. Đó đó là do khán giả tự ra suy nghĩ thôi. Tôi chưa thấy bà Hằng làm một cái hành động nào mà là lấy thịt đè người cả các bạn. Còn nếu bà có làm thì bà sai phạm thì bà chịu trách nhiệm pháp luật thôi, chứ chúng tôi không thể mà binh vực những cái sai như vậy các bạn. Nhưng mà tôi nói các bạn là một năm qua rồi, một năm qua bà Hằng có trả giá cho cái hành động của mình là hơn một năm rồi, bị tạm giam trong T30 đó. Các bạn đòi cái gì nữa? Tôi nói đi nói lại hoài. Đó thì tôi cho các bạn nghe. Trời ơi, người bình thường giống như chị Linh Lăng nhà ta bị những cái người YouTuber lên trên mạng nói như vậy, còn bà Hằng bị cái trăm YouTuber bà Hằng có chịu nổi không? Tôi nói các bạn trong lúc đương thời có chịu nổi không? Tất nhiên phải bùng lên bức nút bức xúc thì cuối cùng phải chịu thôi. Nói quá vượt quá giới hạn, nói đụng chạm đến những cái bác cán bộ là nó đụng chạm đến pháp luật, sai phạm pháp luật thì phải chịu thôi, chứ tôi quyết làm sao đây các bạn. Nhưng tuy nhiên tại sao trong thời điểm đó tôi không vào tôi phản biện cho bà Hằng? Tôi nghĩ rằng thêm một YouTuber hay là bớt một YouTuber cũng không có nghĩa lý gì cả. Tôi khuyên bà Hằng mà có nghe không, những người sát cánh cùng bà Hằng có nghe không, những cái YouTuber bỏ lặn lội ở quê hương mình để mà đi đến Bình Dương, tôi nghe nói là có gửi tiền cà phê cà pháo thế nào đó đã lắm các bạn. Không lẽ tôi bỏ công ăn việc làm tôi lên đó? Các bạn thấy bây giờ những cái người đó có tồn tại được không? Một ông thì bị khởi tố, một ông thì quỷ án, một ông thì bị tạm giam, một ông thì bị bà thưa và tùm lum tà la hết. Các bạn thấy rõ ràng là tôi chỉ cho những cái vấn đề đó cho các bạn biết rằng là trên đời này không thể nào dùng bạo lực để giải quyết vấn đề đâu, dùng tâm từ thôi. Kết nối với kể cả cô gái đồ lông hân hoan hạnh phúc khi mà cái kênh VOV bị sập mới sợ chứ quý vị. Tại vì tôi nói quý vị nè, tôi không muốn liên quan tới vấn đề chính trị cho nên tôi không bàn tới, nhưng tôi muốn tự về ở đây là gì? Thái Văn Đường đã chỉ đạo cho ai để đánh sập cái kinh này? Tôi có luôn đây, tôi không muốn dính vô, nhưng tôi nói quý vị như vậy là trong cái vụ án và Thái Văn Đường này bà Hằng lại là nhân chứng đó các bạn. Có thể là khi xét xử Thái Văn Đường là bà sẽ di lý bà Hằng ra để làm cái nhân chứng. Lúc cái đương thời bà Hằng bảo rằng bà Hằng đã biết hết những cái sự việc này, cái anh này chỉ đạo để tấn công Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV các bạn. Các bạn ghê chưa? Đó thì cái vấn đề này thì chúng ta đã biết từ lâu rồi, nhưng còn cái nhóm của cái anh này giống như cái nhóm mà nó sống bà Hằng, mà chính miệng chị Linh Lăng nhà ta không phải chính miệng mà chính chị này biết ở trên cái trang tab cộng đồng của mình đó là cái sự việc mà chị Linh Lăng khẳng định chỉ là nhà báo báo tiền phong luôn các bạn. Ghê chưa ghê chưa, các bạn thấy ghê chưa? Đó, chị này bảo rằng chị Đinh Lăng nhà ta chỉ bảo rằng đó là chị là cái nhà báo tiền phong và chị quen với cái doanh nghiệp nào City Group thế nào đó tùm lum tà la. Thì cái vấn đề mà nói về cái doanh nghiệp này tôi không nói thêm nữa, tại vì nói như vậy đã ảnh hưởng doanh nghiệp người ta rất là nhiều. Chúng ta lên trên mạng chúng ta chỉ cần chia sẻ phát tán một cái gì đó là ảnh hưởng rất là nhiều. Đó, cái group chị này nói cái group của tập đoàn